Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com được một phần khoai chiên cỏ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Vê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Ông bà ta thường có nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì cái thức ăn hàng ngày của chúng ta là ảnh hưởng tới cái sức khỏe, bộ nhớ và cái trí nhớ cũng rất là nhiều kể cả trong cái cuộc sống tinh thần. Và ông thưa quý vị, thì ngày hôm nay những nhà khoa học họ đã nghiên cứu, những nhà tâm lý họ nghiên cứu rằng nếu mà trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta lo lắng nhiều quá, lúc nào cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cái bộ nhớ của chúng ta rất là nhiều. Một nghiên cứu phát hiện cho rằng những cái người mà hay bị bệnh lo lắng, họ có cái ký ức sai lệch nhiều hơn so với người bình thường. Và những người có phong cách là hay bị bệnh lo lắng có nhiều khả năng hiểu sai sự thật về các tình huống trong cái cái giao tiếp xã hội hàng ngày so với những người không bị lo lắng, họ có cái đầu óc positive có nghĩa rằng là tích cực nhiều hơn và các nhà nghiên cứu cho rằng việc hướng tới một cái uh, biểu đường an toàn và ảnh hưởng tích cực đến quá trình bộ nhớ của mình thì phải có một cái thái độ, phải có một cái cuộc sống uh, positive có nghĩa là tích cực trong cái cuộc sống của mình. Các bài báo được được viết bởi tác giả Nathan Hudson của đại học Metrolis của đại học à, tiểu bang ở Michigan tập trung vào những người hay bị bệnh lo lắng, lúc nào cũng lo lắng rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình thì hầu như những người này nó có họ có một cái tiền tiểu, tiểu sử là bị bỏ rơi hoặc là không cha không mẹ hoặc là có một cái gì xảy ra trong cuộc sống của ta người ta rất nhiều nhưng mà họ không cứ đi vô cái vấn đề đó ngày hôm nay họ chỉ muốn nghiên cứu rằng họ cho thử những cái người bình thường và những người lo lắng xem một cái video 20 phút trong đó cái người đàn bà nói về cái cuộc chia tay biến động của cô ấy với người đàn ông và một cái chủ đề khác nữa thì họ thấy rằng những người tham gia mà hay bị bệnh lo lắng họ nhớ lại những cái câu chuyện đó sai lệch mà họ cũng suy nghĩ sai lệch về cái câu chuyện đó nữa còn những người mà họ có cái tinh thần uh, tích cực nhiều hơn không có lúc nào cũng lo lắng thì họ ghi nhớ cái hình ảnh rất là rõ ràng và cái trí nhớ của họ nó chi tiết hơn so với những người là lúc lo lắng mà về cái phân tích cái câu chuyện cũng rất là ý thức và rõ ràng nhiều hơn. thì nghiên cứu cho thấy những người tham gia cái video vừa rồi họ những người mà hay lo lắng á, họ nhận thức sai lệch về cái câu chuyện luôn và theo hudson cho biết những người có thể có yếu tố mà bị lo lắng họ sẽ gây biến dạng trong cái trí nhớ của họ họ có xu hướng đánh giá sai lệch các trạng thái và cảm xúc nhận thức của người khác nữa và họ giải thích rằng cái bộ nhớ của mình vốn dĩ là hay bị lỗi rồi cái trí nhớ của mình đôi lúc mình nhớ sai nữa mà đôi lúc mình nghĩ mình nhớ đúng thưa quý vị nhưng mà khi mà mình lo lắng cái tâm trạng lúc nào cũng lo lắng mình mình sẽ bị bị stress là không có uh, bị phân tâm rất là nhiều thì họ khi mà họ đi tới một cái vấn đề họ đánh giá hoàn toàn sai lệch rất là nhiều thì hudson nói rằng hầu hết muốn mà làm dịu cái sự lo lắng thì họ phải đó ảnh hưởng tới cái sức khỏe và cái bệnh Alzheimer bệnh mất trí nhớ sau này nữa và nghiên cứu của ông cho thấy rằng việc hướng tới một cái cuộc sống một cái thái độ tích cực hơn trong cuộc sống thì sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình trí uh, nhớ của các bạn và mình nhớ mọi điều nó rõ ràng hơn thì họ sẽ nghiên cứu cái vấn đề này sâu hơn nữa nhưng mà theo như giấy là mình có một cái cuộc sống tích cực cái, cái tinh thần của mình nó khỏe và nó positive nó tích cực lúc nào cũng tích cực hết thì mọi thứ xung quanh mình mình đánh giá sự việc nó dễ dàng và giải quyết sự việc nó rõ ràng hơn. Nói như vậy thôi chứ là nếu như mà một số người chúng ta trong cái hoàn cảnh gia đình hoặc là trong cái cái đầu trong cơ thể người ta không được khỏe ừ. hoặc là một số một cái nào đó vấn đề nào đó ở trong cái mối quan hệ xã hội ấy, ừ. mà người ta gặp vấn đề người ta cố để người ta sống tích cực ấy, cũng hơi khó đúng không chị? Cũng khó. Vậy? Cũng rất là khó. Tại vì ừ. chúng ta nhưng mà một cái bản tin ngày hôm nay ấy, mà chị Huyền đưa đến cái đây là cũng là một trong những cái cách mà để chúng ta có thể cần trôi được cảm Sức của chúng ta và có thể được giúp cho chúng ta có thể sống lạc quan hơn sống tích cực hơn trong mọi cái hoàn cảnh trong mọi cái vấn đề mà chúng ta đang gặp để chúng ta có thể một cái tinh thần tốt em nghĩ là tinh thần tốt sẽ khiến cho tuổi thọ chúng ta kéo dài hơn và sức khỏe chúng ta tốt hơn và chúng ta có thể tập trung hơn vào một số cái nào mà cần và quan trọng trong cuộc sống để mà chúng ta thực hiện nó cho tốt hơn để hơn mà chúng ta quan tâm đến những cái điều mà gọi là bi quan hay những cái điều không có lạc quan rồi những cái điều mà nó gây cho chúng ta lúc nào cũng buồn rầu lo lắng thì uh, khiến cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên ảm đạm hơn đúng không chị dạ như nói với ý kiến của lê thái cũng rất là đúng như cũng muốn nói rằng là đúng rồi cái cuộc sống của mình để mà lúc nào cũng lạc quan lúc nào cũng vui hết cũng rất là khó và ấn thư quý vị nhưng mà mình ráng tự vì mình biết cái điều đó nó xấu và mình muốn sống lâu hơn uh, sống trẻ lâu hơn thì mình ráng cái đó phải thật tập chứ cái gì để mà lạc quan mà vui vẻ thì không có ai đem tới cho mình hết phẩm nay tái dạ vâng cảm ơn chị như huyền à, và kính thưa quý vị à, ráy tai là một trong những cái thao tác gọi là thường ngày không biết là chị như huyền có hay ráy tai sau khi mà mình tắm là dùng cái 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 cái, cái, cái tăm bông không ạ dạ thì dùng cái kietip gì hả yeah ờ chị dùng cái đó thì chị thí dụ mà mình xài là mình chỉ có máy sâu vô hay không là không có sâu đâu thưa quý vị là lấy nước nó ra thôi chứ có sâu quá dạ. thì không tốt đâu dạ, không? Dạ, vâng ờ ừ. à, ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin về ráy tai thưa quý vị ờ à, đây là một cái thao tác mà chúng ta thực hiện từ bé lớn rồi nhưng mà đôi lúc hiện nay thì một số người người ta vẫn không có hiểu được cái vấn đề mà ráy tai như thế nào để cho nó nó đúng và nó không có gây nguy hiểm đến cái thính giác của chúng ta và cũng ừ. như là nguy hiểm đến cái sức khỏe tính mạng của chúng ta ờ à, thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì ráy tai là một uh, nếu như mà cái cái lỗ tai của chúng ta nó có quá nhiều cái cái chất dơ ráy tai nó có thể dẫn đến là tích tụ và tắc nghẽn cái ống tai của mình. Mặc dù vậy thì ráy tai có thể là một cái thủ thuật vô cùng đơn giản, nhưng nếu mà thực hiện sai cách á, thì nó có thể gây ra những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho thính giác của mọi người. Và một báo cáo của nước Anh cảnh báo rằng là nhiều người đang sử dụng các phương pháp nguy hiểm như là sử dụng kẹp giấy. Một số người người ta đang ở trong văn phòng không có đồ ngoái tay thì người ta lại sử dụng chìa khóa. Một số người lại sử dụng cái nắp bút hoặc là cái tâm cây tâm cây tâm sinh năng đó quý vị, rồi một số người lại dùng cái kẹp tóc để mà loại bỏ những cái rái tay ở trong lỗ tai của mình, gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng là mất thính thính lực tạm thời. Đây là một trong những cái báo cáo của Anh và Hoa Kỳ đã đăng lên trên tạp chí y khoa trong mấy ngày vừa qua và nếu như mà chúng ta sử dụng một cái số vật dụng nhằm làm giảm ngứa hoặc là rể tay nó có thể uh, khiến cho tình trạng tích tụ trở nên tồi tệ hơn và theo chuyên gia sức khỏe của tờ House Tonin, uh, ông nói rằng là, là nếu như mà chúng ta là những người lớn tuổi đó đang đeo máy trợ thính hoặc là những người mà hay đeo những cái headphone ở trong lỗ tai hoặc là chúng ta hay có những cái nút bịch tai uh, để mà uh, thường sử dụng những trong những cái công việc giống như là chúng ta làm công là sợ ồn cái lỗ tai làm hương yeah. tinh giác đó hoặc là những cái vận động viên bơi lội thì đôi lúc những cái vật dụng đó những cái dụng cụ đó nó có thể làm cho tai chúng ta à, nó bị rái tai tích tụ và nó đẩy cái rái tai vào sâu hơn trong bên trong và các triệu chứng bao gồm là đau tai khó nghe ngứa tai chóng mặt hoặc là viêm nhiễm tai và ù cái lỗ tai và cái thuốc nhỏ làm mềm rái tai nó có bán ở rất là nhiều cái tiệm CVS chúng ta có thể chúng ta mua về chúng ta có thể rửa và nếu như mà không hiệu quả thì chúng ta có thể đi kiểm tra uh, tai mũi họng ở những cái phòng khám gần nhất của Hoa Kỳ cũng như là bác sĩ gia đình để mà người ta có thể người ta lấy cái rái tay chúng ta ra còn hơn là chúng ta chọt những cái đó vào và theo một cuộc khảo sát với 1.400 người do Viện Quốc gia hành động vì người khiếm thính của Hoa Kỳ viết tắt là INID thực hiện cho thấy rằng là 71% số người được hỏi là đã cố gắng tự ráy tay, mặc dù là 2 phần 3 số người này thưa quý vị, họ thừa nhận là họ không cảm thấy tự tin khi họ làm công việc ráy tay, nhưng họ vẫn làm. Và theo tạp chí Daily Mail, người ta nói rằng là đối với hầu hết mọi người, thì ráy tay nó tự nhiên rơi ra tuy nhiên có một số người thì cái ráy tay nó không có khô, nó bị ướt thì lại wow. không lấy 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 ra được thành ra chúng ta phải phải sử dụng những cái cái đồ ngoái tay chúng ta ngoái ra nhưng một số người thì người ta lại có cái thói quen là người ta lười ráy tay thành ra cái lỗ tay nó bị tích tụ nó lại bị viêm nhiễm nó lại bị dơ nữa thành ra ngoái tay một cái cách kỹ thuật để mà chúng ta chỉ lấy những cái phần dơ phía bên ngoài thôi và nếu mà lấy không khéo thì chúng ta sẽ đẩy những cái đó vào sâu bên trong nó sẽ nguy hiểm với lỗ tai chúng ta hơn Đúng rồi. À, và ngày hôm nay cái thông tin này là thái thấy cũng ý nghĩa trong ngày hôm nay mà muốn gửi đến quý vị ở việt nam thường là đi ráy lỗ tai thường thì chúng ta tốn nhiều tiền lắm nhất là mấy ông đàn ông Ờ, đại thái có đi rồi đúng em không? Em chưa có đi, bạn em đi đi vào trong những cái tiệm đó ráy lỗ tai, uh, tiền công ráy chỉ có 50.000 thôi nhưng mà bo 500. Wow. Mấy em mặc váy ngắn đến đây nè, xong rồi lấy lỗ tai rồi, xe 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 xe, xe lỗ tai kêu ro reo ro, ro, ro rồi chứ rồi bắt đầu cạo cột rụt 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 ở trong lỗ tai nó kêu tai lắm. Thường thường là mấy ông nghe vô là thấy sợ rồi. Mấy ông đã, oh, really? mấy ông đã, Thực sự là mấy cái người đó thích vô trong đó nghe cái ngoái lỗ tai đã. Còn với mấy em mà kiểu mà lấy tai mặc váy ngắn rồi đó vô mà cái ừ. đầu kê kê người vô sát sát chút xíu rồi bắt đầu lấy tay không <laughs> khoái thành ra là tiền công có năm chục ngàn thôi mà bo đến 500 trăm là hiểu rồi <laughs> chị hiểu rồi đó ha chị hiểu rồi. giống đi đi mà vậy đó <laughs> đúng rồi à, đó là một trong những cái dịch vụ ở việt chị nam có việt nam, mới có thôi việt nam mới có ấy. hiện nay là dịch vụ ở ấn độ cũng có một số nước châu á dạ cũng có xa. thưa quý vị à, chúng ta không có đi nói xấu việt nam nhiều quá mất công kỳ nhưng mà thật sự đây là một cái dịch vụ ừ. mà em thấy là rất là nhiều đàn ông việt nam rất là thích đi ở ừ. à, bên mỹ chắc không có <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vui vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng của tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ nhi huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai